Em mến chào quý khán giả đang xem chương trình 10 Media Job Network trên kênh channel 10 Media. Hôm nay em rất vui sẽ mang đến thật nhiều công việc hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực khác nhau Và nếu quý khán giả đang tìm kiếm các cơ hội việc làm thì đừng bỏ lỡ kênh của chúng tôi Em cũng không để quý khán giả chờ lâu, chúng ta sẽ đến với công việc đầu tiên nhé Công việc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay cũng không kém phần hấp dẫn đây. TNT Electrical 33A, Christina Road, Villawood, New South Wales đang tìm kiếm nhân sự làm việc tại công trình. Công việc ổn định làm việc từ 5 đến 6 ngày một tuần cho những khán giả cần công việc toàn thời gian. Chỉ cần bạn có thế mạnh kinh nghiệm về điện hoặc nếu chưa có kinh nghiệm, doanh nghiệp không ngại đào tạo hướng dẫn tận tình công việc. Ứng tuyển ngay cho cô Thanh qua số điện thoại 02 8764 8187 hoặc 0452 466 666 để bắt đầu công việc mới nhé quý khán giả thân mến vậy là thời lượng của chương trình giới thiệu việc làm trên kênh TenMedia media hôm nay đã khép lại emmy vẫn mong muốn có thể chia sẻ được thêm nhiều công việc thú vị nữa đến quý khán giả nhưng quý khán giả đừng lo chúng tôi sẽ luôn cập nhật thường xuyên các cơ hội tuyệt vời tiếp theo trên kênh TenMedia. media và quý vị hãy cùng like subscribe và share cùng emmy để luôn nhận được những thông tin mới nhất nhé emmy mến chúc quý khán giả sẽ sớm tìm được công việc làm phù hợp cùng tank media và các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự trong thời gian hiện tại Tenmedia Job Network sẽ nhận đăng thông tin quảng cáo dịch vụ miễn phí cho các doanh nghiệp, các cơ sở đang cần tuyển dụng nhân sự. Tại kênh channel của Tenmedia, những thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm mà các bạn đăng tải sẽ được lan truyền nhanh hơn và phổ biến rộng rãi hơn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0488884440 hoặc 0297211521 hoặc email về chương trình info at info@tenmedia.tv. Chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tốt nhất em bị chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo